Nha. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái dự án mới, khá là mới, không? Gọi là Bitcoin Future, hay còn gọi tắt là Bitcoin F. Thì trước khi vào cái đăng ký thì các bạn sẽ mở cái phần mô tả, mình sẽ để cái link đăng ký ở phần mô tả, anh em chỉ cần kích vào đấy và sẽ đăng ký thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký, sau đó mình sẽ giới thiệu về dự án này nó sẽ như thế nào. Thì đây, trước khi đăng ký thì các bạn nhấp vào cái link để ở phần mô tả nhé. Nhấp vào link hoặc là copy cái link đó dán vào trình duyệt Chrome hoặc là cốc cốc gì đấy, và các bạn sẽ sổ ra và chúng ta sẽ đăng ký. Đây, đăng ký thì chúng ta sẽ tạo tài khoản bằng cái, nó sẽ mở cái giao diện đăng ký như sau, và các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email vào, đúng không ạ? Rồi nhập mật khẩu vào ha. Nhập mật khẩu vào. Sau đó các bạn sẽ xác nhận lại cái mật khẩu nữa. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ nhập đăng ký thôi. Nhập lại y chang mật khẩu, chúng ta đăng ký là được. Đấy, nếu mà sai mật khẩu, cái phần mà nhập lại mật khẩu thì chúng ta phải nhập lại nhé, nó báo nhập sai. Như vậy là chúng ta sẽ đăng ký được. Khi nhấp vào đăng ký thì sẽ yêu cầu cầm cái mũi tên này và chúng ta kéo để làm sao cái hình, hai cái hình này khớp vào nhau. Đấy, như vậy là sai. Bây giờ chúng ta lại kéo lại lần nữa để cho nó khớp vào nhau. Đấy, và chính xác. Thì báo là vui lòng kiểm tra email để đã được gửi tới email. Đấy, để kích hoạt tài khoản Bitcoin F. Kiểm tra thư mục trong spam, tức là trong cái thư rác hoặc là trong cái tất cả các thư các bạn tìm vào đấy, đúng không ạ? Đấy. Và sau khi đăng ký thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Tức là khi các bạn kiểm tra ở trong cái email ấy thì sẽ có cái phần là kích hoạt cái email đấy, thì các bạn chỉ cần nhấp vào đấy là sẽ kích hoạt thôi. Rất là dễ. Sau khi chúng ta kích hoạt xong ấy, trước khi kích hoạt tài khoản xong thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Thì khi chúng ta đăng nhập vào thì dự án nó sẽ tặng cho chúng ta 20 triệu Bitcoin F. 20 triệu Bitcoin F. Và chúng ta có thể rút về trong vòng 24 giờ. Vậy thì trước khi rút cái đồng này về ví MetaMask ấy, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái dự án này một chút xíu. Thì đây là một cái dự án khá mới, và theo mình thấy thì nó hiện nay cũng đang rất là rầm rộ vì cái việc là sử dụng cái đồng Bitcoin F này để đổi hàng hóa, đúng không? Bitcoin F đổi hàng hóa. Như vậy để mà thấy được cái dự án nó như thế nào, chúng ta sẽ đọc cái roadmap này, tức là đọc cái lộ trình của nó. Các bạn chịu khó đọc lộ trình thì cái giai đoạn 1 thì đã xong. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 thì nó sẽ xây dựng cái sàn thương mại điện tử chấp nhận Bitcoin F, rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook, fanpage vân vân. Đó. Tới tháng 1 và tháng 6 2023 thì nó sẽ là giai đoạn 3, nó sẽ mục tiêu của nó đạt tới 5 triệu cái holder, tức là 5 triệu cái người dùng ấy. 5 triệu người dùng.
Và tới từ tháng 7 đến tháng 12 là năm 2023 là giai đoạn 4, là nó thế 5.000 điểm giao dịch, 50 hội chợ và phát triển toàn cầu là tới 10 triệu. Tức là cái dự án nó đưa ra cái mục tiêu cũng khá là cao ha, mục tiêu khá là cao. Giai đoạn 5 là toàn cầu đạt tới 15 triệu holder, tức là người dùng, mùng 1 tháng 6 2024, và tới tháng 7 2012 đến tháng 12 2024 thì nó sẽ list các sàn, ví dụ như niêm yết PancakeSwap này, CoinMarket CoinMarketCap này, CoinGecko, Binance C, GayHobi và MEC, OKED và KuCoin. Thì cũng xin nói với các bạn này, thì cái BitGo này nó chạy trên cái nền tảng, tức là chạy trên cái mạng gọi là mạng BitGate, mạng BitGate. Đấy. Thì cái mạng BitGate này nó cũng khá là mới. Theo mình nghĩ thì nó cũng khá là mới. Và cái mạng BitGate này thì nó đã list, tức là cái đồng mà đồng Brai ấy, đồng Brai của cái mạng BitGate này thì nó ở đây, tức là cái đồng Brai này thì nó khá là mới và có giá, đã list rất nhiều sàn, ví dụ như là KuCoin, Gay, tất cả các sàn khác nhau, nó đều là list hết rồi, đúng không? Và nó chạy trên cái mạng này, cho nên để mà rút được cái 20 triệu cái Bitcoin app này về ví thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau nhé. Trước hết là bạn nào mà chưa có cái ví MetaMask ấy thì sẽ lên CH Play hoặc là App Store để chúng ta tải về, sau đó chúng ta lưu các cái ký tự, 12 ký tự cho nó nghiêm, viết ra giấy ha, nó lưu vào. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ như mình có rồi thì các bạn chỉ cần mở cái ví MetaMask ra. Bây giờ chúng ta sẽ mình hướng dẫn, nếu ở trên điện thoại thì các bạn vào cái mục cài đặt đi, vào mục cài đặt đi. Rồi sau đó chúng ta vào cái mục mạng này. Đấy, vào mục mạng này. Và chúng ta thêm vào thôi. Và thêm mạng. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm nhấp vào thêm mạng, đúng không ạ? Đây. Bây giờ cái tên mạng á, thì các bạn sẽ copy cái mục này ở trên cái trang web này có nhá. Ở trên web này có, cho nên là các bạn vào đấy, ở ngay cái phần trang chủ ấy. Đúng không ạ? Đây. Đây này, tên mạng vào ha. Đây này. Cái tên mạng URG thì chúng ta copy, cái tên mạng thì là Bitget ha. Copy rồi dán vào thôi. Bitget này. Cái URL mới ấy thì các bạn đó là copy cái đầu tiên này cho mình. Copy cái đầu tiên này. Đấy. Có 3 mục thì chúng ta chọn cái đầu tiên cho mình. Rồi. Mã chuỗi thì là 32520. 32520. Ký hiệu là Bright ha, ký hiệu là Bright, copy luôn cho tiện. Đỡ phải đánh sai. Rồi URL cái trình khám phá thì là Bright Scan, nó cũng giống như BS Scan thôi. Thì đây là Bright Scan, đây là một cái mạng mình thấy nó cũng khá mới. Và video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mua cái đồng Bright này để làm phí ha, lưu. Đấy. Như vậy sau khi các bạn lưu xong thì nó sẽ có cái đồng Bright này này, nhưng mà chúng ta bằng không thôi. Bây giờ chúng ta sẽ add cái token, add contract của cái Bitcoin app này vào. Thì chúng ta sẽ copy đây này. Ở đây có cái contract đây, chúng ta copy cái contract này vào. Chúng ta vào ví MetaMask và chúng ta nhập token này. Add token vào. Đấy, chúng ta chỉ cần dán cái contract đó vào. Và tự động cái ký tự nó sẽ ra cho các bạn nhé. Nếu mà không thấy thì các bạn cứ nhấp vào cái mục, những cái mục đây này, nó sẽ tự nhảy ra. Bitcoin app, số thấp phân số 2 và thêm token vào. Đúng không ạ? Thì mình đã rút 20 triệu rồi. Rút 20 triệu rồi thì bây giờ mình cũng đang tiếp tục rút. Đó, đúng không ạ? Đấy. Ừ.
Đấy, nhập thực cần rút 20 triệu này về cái ví MetaMask ha. Sau khi mà các bạn đã add cái mạng Break vào rồi á, thì chúng ta sẽ rút nó về bằng cách nhất vào rút này, rút ví này. Đấy. Thì ở đây chúng ta này, chúng ta phải cung cấp một cái địa chỉ ví tại đây, chúng ta cung cấp ở đây, bấm vào cái này, mã ví này chúng ta cung cấp, nhấp vào đây. Đấy. Nhấp vào đây chúng ta phải điền thông tin đầy đủ ha. Đấy, thông tin đầy đủ. Đấy, tên thật vào ha. Đấy, nhập số điện thoại vào. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ mà Bitcoin app mà chúng ta vừa mới add vào cái ví MetaMask. Đó. Đúng không ạ? Xong rồi chúng ta sẽ dán nó vào. Nào, mình sẽ thêm cái rồi chúng ta sẽ copy cái vào cái phần gửi này này. Đó. Ta quay lại đi. Đó. Vào đây chúng ta copy cái địa chỉ này, chúng ta copy cái địa chỉ này nhá, ở trên này này, sao chép ở trên này, xong rồi chúng ta dán vào cái mục này. Đấy. Và chúng ta lưu thông tin nó vào. Đấy, cập nhật thành công. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta lại nhấp vào cho mình, các bạn lại nhấp vào cho mình cái chỗ rút ví. Bây giờ chúng ta sẽ nhập số liệu, đây là số lượng tối thiểu khi rút là 20 triệu, chúng ta ghi 20 triệu vào. Đấy, và chúng ta bấm vào chữ lưu. Đó, bấm vào chữ lưu. Đấy, như vậy là đã rút. Đây họ ghi là đang rút đây. Đúng không ạ? Ghi là đang rút. Và được chưa? Đang rút. Thì chúng ta chú ý nhé. Đấy. Đấy là cái cách lưu về. Thì cũng giới thiệu sơ về một cái ở trong cái trang web này, các bạn có thể vào cái mục Telegram của Việt Nam này. Đây. Đây các bạn vào đây. Trong cái mục Telegram của Việt Nam này này. Có rất nhiều thông tin cập nhật. Đó. Ở đây thì đây mình sẽ giới thiệu một số cái cập nhật mới này. Đấy, vào ngày 24 tháng 7 ấy, tại 272 Võ Thị Sáu thì họ đã có tổ chức một cái gọi là cái triển lãm đổi hàng ha. Đổi hàng tức là dùng cái đồng Bitcoin App này để đổi các mặt hàng khác nhau. Đó. Thì đây có ví dụ như là bà Nguyễn Thị Ngọc Khá này này, thì bà là chuyên viên về cái sản phẩm BH này, đồng hành cùng Bitcoin. Đấy. Đúng không ạ? Bitcoin app đấy. Rất nhiều hình ảnh trong cái triển lãm này, trong cái hội chợ đấy, nên chính xác là hội chợ ha. Rất là hoành tráng. Và sắp tới vào ngày 20 tháng 8 họ sẽ lại tổ chức thêm một cái hội chợ nữa. Thì nếu bạn nào mà có dịp thì có thể trực tiếp hoặc là hội chợ online cũng được. Đúng không ạ? Như vậy khi các bạn mà zone vào cái Telegram này thì các bạn sẽ nắm được đây, đây là cái mục của Telegram này, thì họ sẽ có những cái hướng dẫn cho các bạn cụ thể như thế nào ha. Đấy là một cái cách. Và còn một cách nữa thì các bạn có sử dụng cái bot của Telegram để mời bạn bè, thì mỗi lần mời như vậy các bạn sẽ được 20 triệu Bitcoin app nữa, và chúng ta cũng rút về ví bình thường, đúng không ạ? Và cái cách để mà sử dụng cái bot Telegram thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau, đúng không? Ở đây một dự án khá mới. Và cái dự án này thì hiện nay cái số holder ấy ở trên cái blockchain ấy của nó ấy, thì hiện nay cũng mới có 4.723 holder, tức là unread thôi, đúng không ạ? Và tổng cung của con này thì cũng khá khủng, 10 triệu tỷ.
Môi trường thủy, và cái kế hoạch của nó thì chắc chắn rồi, nó cũng nếu như nó phát triển tốt thì nó cũng sẽ khóa coin này hoặc đốt vân vân, nên chúng ta cũng yên tâm về cái số lượng cũng không sao hết, nhiều hay không là do cái mục đích sử dụng nữa, mục đích sử dụng thì như thế nào thì nó cần như thế. Đấy. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn đăng ký, nếu mà thấy video hay thì các bạn có thể chia sẻ, đăng ký kênh của mình để và nhấn vào chuông để được cập nhật các thông tin thường xuyên, các video mới ra, đúng không ạ? Và các bạn đăng ký thì các bạn lấy cái đường link của mình ở dưới phần mô tả để đăng ký và nhận 20 triệu Bitcoin F, đúng không?